Xin chào các bác nhé, em lại đến từ shop Phạm Huấn đây. Đấy, hôm nay em sẽ dọn dẹp cái bãi hàng nhà em này, nó được sạch sẽ đẹp đẽ hơn các bác nhá. Đó, hàng thì về rất nhiều luôn đấy, để phục vụ các bác. Đấy, hàng rất nhiều luôn. Đấy, anh chị em nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ với em qua các cái số điện thoại trên màn hình đây, kết bạn Zalo, gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em để được tư vấn nhá. Đó, cảm ơn các bác đã đồng hành cùng shop em trong suốt thời gian qua. Đó, đây rất nhiều hàng này các bác này, hàng Zulo nhá. Zulo 29m, hàng của Nhật, hàng còn rất là đẹp luôn, hàng còn nguyên tem mác các bác quan sát kìa. Rồi dòng sưu tầm, rồi ổ điện, rồi khóa, nó rất là nhiều hàng để phục vụ các bác. Đấy. Cảm ơn các bác đã đồng hành giúp em trong suốt thời gian qua. Đấy, có những cái điều gì mà nó hơi sơ suất thì xin các bác thông cảm. Đó, vì cũng có nhiều bác đặt hàng nhưng mà do là bên giao hàng người ta hơi chậm trễ hoặc là bên em chưa kịp nghe điện thoại thì các bác cũng thông cảm. Đó, sau đây thì em đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác một số mặt hàng bên em đang phân phối để cho các bác biết hơn về giá cả cũng như thông số kỹ thuật của nó nhé. Đầu tiên thì em đi vào giới thiệu cho các bác cái dòng gà tàn thuốc lá. Đấy, cái dòng sưu tầm bên em đang phân phối thì đấy vẫn phân phối nhá, đầy đủ các mẫu mã và kích thước. Thì đầu tiên thì em đi sẽ giới thiệu cho bác là cái con rồng rùa này. Đấy, rồng, mình rồng nhưng đầu rùa, tất cả đều ngồi trên tiền này. Đó, cái dạng này nó là hợp kim mạ đồng nha các bác nhé. Nhìn nó rất là sắc sảo, tinh xảo từng chi tiết luôn, các bác quan sát nhé. Tinh xảo từng chi tiết luôn này. Đó. Đấy, đây là rồng đầu rùa. Đấy, các bác dùng để gạt tàn thuốc lá nhé. Đó, đây là gạt tàn thuốc lá. Các bác gạt tàn thuốc lá cây dùng xong thì các bác đậy này thì tránh cái mùi hôi của thuốc lá nó bốc ra nhé. Đó, đấy là con rồng đầu rùa. Tiếp thứ hai là con trâu. Trâu vàng nhá các bác nhá. Trâu vàng này các bác xem nó sắc sảo luôn. Đấy thì các bác vẫn biết rồi, đó gạt tàn thuốc lá thành con trâu. Thì bác nào tuổi trâu thì các bác mua con trâu, hoặc là các bác thích khỏe như trâu, sức khỏe dồi dào thì các bác mua con trâu này cũng được. Thì mình mua về để trưng bày, sưu tầm hoặc tặng bạn bè cũng rất là thích nhá. Ai cầm con này lên cũng rất là ưng luôn. Đấy là con trâu. Trâu. Rồi tiếp theo sẽ là con hổ. Năm nay là năm con hổ bác ạ. Năm nay là năm con hổ này. Đó, năm con hổ, hoặc ai tuổi hổ thì các bác cũng thể chơi được con hổ này nhá. Đó, gạt tàn thuốc lá vào đây. Đấy, con hổ. Rồi tiếp theo đó là cóc ngậm tiền, cóc nhá, con cóc nhá. Cóc ngồi trên tiền đi, con cóc này thì ai cũng có thể chơi được vì nó là cóc, không có liên quan đến tuổi tác hay phong thủy cả. Cóc ngậm tiền, một năm sung túc, tiền vào như nước luôn. Đó, cóc ngậm tiền. Rồi tiếp theo đó là con voi này. Voi rất là đẹp luôn. Đấy, cái dòng gạt tàn thuốc lá là bên em như này thì em phân phối là 230.000 một con. Tất cả các mẫu mã như nhau, 230.000 một con. Bác nào thích con nào thì các bác cứ đặt hàng, ví dụ cho con voi, con cóc hay là con hổ, đấy là tùy các bác nhé. Đó là dòng gạt tàn thuốc lá. Rồi, tiếp theo đó thì sẽ giới thiệu cho các bác cái bình đựng trà to bên em. Đó, bình đựng trà bên em là, đấy nó có cái hình thù này, tùng cúc trúc mai, bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái bình này thì nó đựng là bốn lạng chè. Bên trong nó có bọc một cái lớp nhựa để tránh mất hơi chè nha các bác nhá, để giữ được cái hương chè. Đó, cái này bên em thì đang phân phối là 300k cho một cái bình chè to. Thì các bác thích lấy bình to thì lấy, mà lấy bình nhỏ thì lấy. Đây là cái mẫu nhỏ bên em. Mẫu nhỏ bên em đang phân phối. Mẫu này là 250k. Thì cái bình này thì nó chỉ đựng được 2,5 lạng, à 2 lạng chè thôi. Đựng được 2 lạng chè nhá. Tất cả là hợp kim mạ đồng. Đó. Rồi, tiếp theo đó thì sẽ giới thiệu cho các bác cái hộp thay đựng giấy ăn. Đó, cái này nó có lâm châm hít này, các bác đậy vào, hít vào, cho giấy vào đây và rút ra, rất là đẹp luôn, trưng bày cũng rất là ok. Đấy, cái khay đựng giấy này thì cũng 250.000. Đấy, các bác mua cả bộ luôn để trưng bày cho trong gia đình nhà mình, nó rất là sang chảnh nha, xịn mịn này. Đó, gạt tàn thuốc lá này, hộp đựng giấy, rồi lọ đựng chè. Đấy, tiếp theo đó thì sẽ có cái lọ đựng tăm. Đó, lọ đựng tăm nha các bác nhá. Thì em có dòng tăm không chân và tăm có chân. Đây các bác đẩy lẫy này nên cho tăm vào đây, dùng thì xong thì đậy vào như này. Rất là đẹp luôn. Đấy, có chân thì bán 230, không chân thì em bán có 180.000 thôi. 180.000 đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác, thì các bác thích mua loại nào thì các bác báo nhá. Đấy, tăm có chân và tăm không chân. Rồi em còn ba cái con bật lửa, gạt tàn bật lửa này. Đây nha các bác nhá. Đấy, các bác dùng thì các bác gạt tàn thuốc lá vào đây và bật lửa này. Đấy, bật lửa lên nhá. Đấy, cái này nó hết ga thì các bác bơm ga bình thường, nó như các bật lửa thông thường mình thôi. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Thì bên em đang bán 200k. Đấy, còn hai con duy nhất thì bán thanh nhí nốt cho các bác 180k nhá các bác nhá. Còn hai con duy nhất thì thanh nhí nốt 180k. Thanh nhí nốt 180k cho các bác nhá, thanh nhí. Rồi,
Em còn ba cái con dao ghép cành cán gỗ này, 140.000 đấy, 140.000 một con đấy nhá. Thanh ý lốt 100.000 một con. Bác nào nhanh tay đặt hàng thì chốt nốt nhá. Còn có ba con duy nhất đang bán 140.000, hôm nay bán nỗ vốn luôn, thu hồi vốn luôn 100.000, 100.000 nhá. Còn ba con duy nhất. Ba con duy nhất. Rồi là cái ép tỏi này, ép tỏi cai xô của Nhật này, cũng còn một cái duy nhất 230, thanh ý lốt 200, 200. Rồi tiếp theo thì có cái kéo cắt cành hộp đỏ hàng cao cấp này. Kéo cắt cành hộp đỏ hàng cao cấp, hàng của Nhật nha các con nhá. Hàng đúc liền thân, nó so chữ V rất là bền nhá. Rất là bền, nó so chữ V rất là bền luôn. Made in Japan này. Đấy, cái này của lưỡi của nó rất dày, lưỡi nó dày khoảng nửa cm. Đấy, nên là cắt những cái cành to các thứ là rất là ngọt luôn, dễ cắt mà dùng xong thì có vệ sinh sạch sẽ lại nắp cái này vào cho em. Đấy thì bên em đang phân phối là 320k, 330 đặc 320. 320k nhé các bác nhé, 320k thì các bác lên mã cho em 320k. Đó thì sẽ giới thiệu cho các bác cái ổ USB. Ổ USB. Tại sao gọi là ổ USB thì đây là nó có hai cái dây, hai cái đầu kết nối này, tức là các bác cắm cái củ nguồn điện thoại, còn cắm cái dây điện thoại của các bác vào đây để sạc các thiết bị như đồ thiết bị điện trong gia đình nhà mình đấy, như vợt mũi em cũng bán này, hay là đèn pin đấy, thì các bác chỉ cắm cái dây vào đây là xong. Và đây nó sẽ là có 4 phích cắm này. Đấy, và cái này là có đèn ngủ này, khi các bác bật công tắc này lên là đèn ngủ lên này. Và đây nó có cái nút này, ý tránh cái trường hợp ví dụ nhà mình có trẻ nhỏ hay bất kể ai đó, ban ngày mà mình buổi tối mình dùng mà ban ngày mình đi làm vắng nhà hết thì không có ai, thì mình tắt cái công tắc này đi, coi như cái ổ này không có điện để tránh cái trường hợp bị điện giật hay các thứ này, nó rất là không may nó xảy ra. Thì cái này là 100k, 100k cho cái ổ USB. Ổ USB là 100k nhá. 100k với ổ USB. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm. Đó, cái này bên nó em là công suất của nó là 80W, giá bán thì có 100k thôi. Đó thì các bác dùng cái này là đuôi xoáy thì các bác nắm nắp được tất cả các loại bóng đèn. Bóng đèn nhá. Và cái này thì là khi mà các bác test thử ấy thì các bác nắm test vào buổi tối cho em, và nó sẽ có sự dịch chuyển. Dịch chuyển có người đi lại thì đèn nó mới sáng. Và bên cạnh đây thì nó sẽ có một cái núm điều chỉnh thời gian đây này. Đó thì nó sẽ có thời gian từ 2 giây đến 5 phút. Tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác thì các bác có thể cài đặt nó thời gian nhanh hay chậm, sáng nhanh hay sáng chậm, thì đấy là tùy các bác. Thì đấy nên mã cho em là đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm 100k. 100k. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ cào xẻng bên em làm vườn, hàng Elok 304 của Nhật. Đó, một bộ này thì bên em đang phân phối là 200k, còn các bác lấy một chiếc là 100.000 một chiếc. Thì cái này thì các bác dùng để làm vườn, cái này xới đất nhặt cỏ, cái này trồng cây này, nó rất tiện, rất nhỏ. Ví dụ nhà bác nào mà trồng cây cảnh những thứ ấy, mà những cái chậu nó nhỏ mà mình cho những cái cuốc hay cái xẻng to vào thì nó sẽ bị vãi đất, vung vãi đất ra ngoài, nó rất là bất tiện. Thì sử dụng con này cho em, mà cái này bền vĩnh cửu luôn, vì nó là hàng inox thì không bao giờ sợ han gì nhá. 200k cho một bộ cào xẻng trồng cây. 200k cho một bộ cào trồng cây. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ Taroren, lấy gen trong và ngoài. Đấy thì nó gồm em còn 3 mẫu. Đầu tiên đấy, con lần này con T2. Đây là bộ này nó 40 chi tiết. Nó là 400k, bộ T2 40 chi tiết 400k. Tiếp theo đó là bộ T1 thì nó là có 12 chi tiết, giá của nó là 270k, 270k. Và cái bộ T3 của nó là 20 chi tiết, giá 310k nhá. 310k cho cái bộ T3 nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là Taroren trong ngoài. Đấy, tạo gen trong và gen ngoài. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu cho bác cái dòng thước kẹp gem điện tử bên em. Đó, thì cái này nó là chất liệu thì là sợi carbon, nhưng nó là dạng nhựa carbon chứ không phải là hợp kim. Nhìn nè, các bác tưởng hợp kim. Thì cái này các bác dùng để đo những cái vật dụng mà nó đòi hỏi những cái thông số kỹ thuật chi tiết nhỏ thì dùng con này. Bên trong nó đã có một cái viên pin rồi, em tặng kèm một viên pin nữa để cho các bác dùng. 160k còn 130k. Đấy, thước kẹp gem điện tử, các bác lên mã cho em thước kẹp gem điện tử nhé. Rồi tiếp theo thì sẽ giới thiệu cho các bác cái kìm cộng lực bên em. Kìm cộng lực chuyên cắt sắt thép. Đấy, hàng Moshi của Nhật, Made in Japan. 120.000, 120k cho một cái kìm cộng lực Moshi. Đó. Rồi em còn mấy cái con kéo cành bãi này, kéo cành cán gỗ bãi này. Hai cái này bán thanh lý cho lốt cho các bác còn 230k. 230k cho kéo cắt cành cán gỗ. 230k nhá. 230k kéo cắt cành cán gỗ. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dao S4, hàng dao Seki của bên em.
Bên em giao Seki S4, con này là hàng Seki nhá. Đây cán đúc liền thân này, bọc một cái lớp gỗ này, rất là đẹp luôn nhá, mà rất là sắc, siêu sắc luôn các bác ạ. Siêu sắc luôn. Con này em ký hiệu là con S4 đấy, của nó là S4 150k, chuyên Thái nhá. Con này chuyên Thái, S4 chuyên Thái 140k. Tiếp theo đó thì giới thiệu cho các bác cái vòi rửa xe, vòi hơi rửa xe. Đấy, cái này hàng của Nhật đấy các bác, vòi hơi xịt rửa xe có 100.000 thôi các bác ạ. Tất cả là hợp kim nhôm này, hợp kim nhôm này. Đó, dùng rất là ok, có 100.000 vòi rửa xe xịt hơi 100k. 100k với vòi xịt hơi rửa xe. Tiếp theo đó sẽ giới thiệu cho các bác cái niếp mài dao kim cương, niếp mài dao kim cương bên em. Cái này thì các bác chỉ cần niếp qua dao thì đã sắc rồi. 170.000. Rồi là cái cưa lách này, cưa lách này, chuyên cưa cành, cưa cành, cưa lách. Tại sao gọi là cưa lách? Tại vì cái cưa này nó nhỏ. Đấy thì các bác sẽ chuyên luồn lách vào những cái cành bonsai, cây cảnh nó nhỏ, mà cái cưa to mình không đưa vào được thì đưa cái cưa bé này. Mặc dù cành có to vẫn cưa thoải mái các bác ạ, vì cái lưỡi cưa này nó rất là dày luôn, rất là dày luôn, rất là sắc. Đấy, lưỡi của nó dài 21cm, cán 10cm, tổng 31cm. Đấy, các bác cắt những cành to cũng thoải mái, mà cái cưa này nhỏ nhẹ nên cắt nó rất là nhẹ tay, nó không bị mỏi tay. Giá chỉ có 170.000 thôi. Giá chỉ có 170.000 cho một cái cưa cắt cành, cưa lách nhá. 170.000 thôi một cái cưa lách. Rồi thước đo laser, đo laser. Thì cái này nó có sẽ có đo laser này, các bác sẽ bật công tắc lên này. Đó, các bác quan sát này. Đó, các bác quan sát nhá. Đó, em sẽ có cái dòng đây, bật ở đây núm này lên. Đấy, đo laser này. Đó, thước laser nhá. Đấy, nó sẽ có cái dòng laser và nó có cái một cái thước đo ở đây và thước rút này. Thước rút 2 mét ở đây, các bác dùng xong thì các bác lại khóa vào. Đó, công tắc bật tắt ở đây này, các bác quan sát này. Đó, công tắc bật tắt nhá, các tia này, bác nhìn em lấy tia này. Đó, công tắc bật tắt nhá. Đó, kèm đấy, cái này là 150.000. 150.000 cho một cái thước laser. Thước laser nhé, còn như cái vừa lấy em thước gọi là thước kẹp tem để tránh cái trường hợp nhầm nhé các nhá. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là cái liếp mài dao bên em, hàng của Nhật này. Đó, hàng của Nhật nhé. Thước kẹp, thước đây là dòng liếp mài dao. Thì em có dòng tròn và dòng dẹt, chất lượng thì không khác gì nhau cả. Đấy, chất lượng thì như nhau. Đấy, nhưng mà tùy theo sở thích và thói quen của mỗi người. Thì cũng có người thì thích liếp tròn, có người thì thích liếp dẹt. Cái đấy là tùy nhu cầu của các bác thôi. Đó, thì cái này bên em đang phân phối là 220k. Đấy, nhưng hôm nay em nhập được cái lô hàng này nó rẻ hơn một chút, cước tàu xe nó rẻ hơn một chút, thì em bán cho các bác chỉ có 180k thôi. Đấy, các bác nhanh tay rồi, các bác những các bác chuyên thịt lợn, thịt nước thì các bác mua này, liếp dao thì thôi rồi luôn bác ạ, rất là sắc, rất là bén luôn. Có 180.000 cho một cái liếp mài dao dẹt hoặc liếp mài dao tròn nhá. Rồi em có cái móc dao móc khóa này, dao móc khóa bạc này, 130k. Dao móc khóa bạc 130k. Còn con dao bấm của Đức này 180k. Dao bấm Đức 180k. Rồi con dao gấp đen của Mỹ này. Đấy, 150k. Đấy, cái dòng này dòng sưu tập nhá. Rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái dòng móc khóa mở bia này, hàng Đức luôn nhá. Dùng cái móc khóa này thì thôi rồi, không bao giờ lo bị hỏng, không bị rơi. 100.000 một chiếc móc khóa thôi, chỉ có 100.000 một chiếc móc khóa. Rồi em có tiếp theo thì pin gì? Pin chưa? Chưa. Quay đồng hồ chưa? Chưa. Tí nữa lại quay đèn pin nước đồng hồ. Đấy. Tiếp theo thì hôm nay em về được cái lô dao Nhật này rất là xịn sò luôn các bác ạ, siêu sắc luôn. Đấy, lâu lắm hàng mới về. Đó, đầu tiên là con D2 250k, hàng này hàng đầu vuông này, cán thì liền thân này, đúc liền thân nhá, rất là đẹp luôn các bác, nhìn nó sắc sảo từng chi tiết luôn. Đấy, cái lưỡi cán dao này nó hơi bầu ra như này để nó bám thớt thái, nó rất là sắc luôn, và chân thân nó nhám này, tránh dính này. Đó,
Thì con này em ký hiệu là con D2 là 250.000. Tiếp theo là con D3. Con này là con D3 thì mõm nó, đầu nó hơi nhọn một chút, cái này có thể là thay rau bầu được đấy các bác này. Đấy, 260.000 cho con D3 này nhá. Tất cả nó là cán liền thân hết, rất là đẹp luôn, mê ly luôn nhá, mê ly luôn. Rồi, tiếp theo thì sẽ là con D1, 240.000. 240.000, con này các bác dùng để thái hay để gọt được hết nhá. Nó hơi nhọn này, cái này có thể là dùng dao bầu cũng được, rất là sắc luôn. Các bác cầm dao cẩn thận hoặc là đứt tay nhá. Con D1 240.000, 240.000. Rồi, con này là con dao chặt này. Con dao chặt này con em ký hiệu là con D4. Con D4 bên em đang phân phối là 300k. Dao thì nó nặng khoảng nặng 5 lạng nhá các bác nhá. 5 lạng nhá. Đấy, chặt thái được hết, rất là ngon luôn. 300k cho một con dao chặt của Nhật đấy nhá. 300k. Rồi đấy, thì tiếp theo thì em có cái dòng lô dao bãi này. Đấy, lô bãi này, nồi bãi này. Đấy thì em ký hiệu là con B1. B1 thì nó có dòng cán gỗ hoặc là cán gỗ hoặc là cán liền thân, thì đồng giá như nhau là 260.000 một con. 260.000 một con. Hàng này là hàng đã qua sử dụng nhá, hàng của Nhật này các bác đã qua sử dụng này. Đấy thì các bác thích hàng liền thân như này thì dùng, thì các bác báo, mà thích thân gỗ thì các bác cũng báo, thì là bên em sẽ nhặt đơn cho các bác. Hàng này đã qua sử dụng nhưng mà rất là sắc luôn. Hàng có những con nó 3 lớp luôn nha các bác nhá, rất là sắc. Dùng con dao này thì thôi rồi. Hàng của mới của Việt Nam không bao giờ ăn đứt được những cái dòng hàng của Nhật này nhá các bác nhá. Đó thì em có cái đồng giá như nhau là 260.000 cho một cái mớ này. Đấy rồi, tiếp theo thì em có cái con dao này là con dao chuyên gọt này. Con dao này con dao của Nhật nhá. Dao của Nhật này. Con này gọt hoa quả này. Con này xem là giá bao nhiêu. 240.000 một con này. 240.000 cho một con này nhá. 240k cho một con này. Con này thì cán liền thân này, tay nhám như này. Đó, dùng rất ngon, hàng của Nhật nhá. Hàng này đã qua sử dụng. Hàng này đã qua sử dụng nhá các bác nhá. Hàng đã qua sử dụng. Em nói trước là đã qua sử dụng. Đã qua sử dụng. Rồi tiếp theo thì em còn cái mớ này. Cái mớ này thì nó cao cấp hơn, cũng là hàng Nhật nhá, nhưng mà hàng 3 lớp này, các bác xem chữ Nhật vẫn còn nguyên nhá. Made in Japan, hàng vẫn còn Nhật, vẫn còn nguyên này. Nguyên này. Đấy, cán thì nó liền thân như này. Cán liền thân như này, bọc gỗ như này nhá. Con này 300k một con, 300k một con. Đấy, con em ký hiệu là con B1. B1 tức là bầu 1 ấy, bầu 1 là bãi. Đấy, bãi nhá. Bãi. Đấy, chữ Nhật còn nguyên này. 300k. 300k cho một cái con dao này nhá. 300k, các bác lên mã cho em dao 300k. 300k cho một cái con dao đấy các bác nhá. 300k. Đâu lắm rồi, rất nhiều bác hỏi cái cân treo điện tử này, cân treo đồng hồ này, rất nhiều bác dù hỏi nhá, thì hôm nay hàng nó lại về. Đó, hàng nó lại về nhá, cân Nhân Hòa này. Hàng Nhân Hòa nhá, cân treo điện tử, hàng này 5 cân, cân chuẩn đến từng chi tiết luôn các bác nhá, cân chuẩn từng chi tiết. Thì đã lâu lắm rồi, từ trước Tết rất nhiều bác hỏi nhưng hôm nay hàng nó mới về được. Thì hôm nay em lại lên cho các bác cái giá cân treo này là 100.000 nhá. 100k cho một cái cân treo. Cân treo điện tử 100k. Cân được 5 cân nhá các bác nhá. Cân chính xác cái này, gia đình nhà mình ví dụ các bác đi mua một vài lạng thịt hay một vài cân thịt về mình muốn test thử, nó rất là nhẹ nhàng đơn giản, dùng xong các bác lại treo lên rất là ngon nhá. Chính xác từng chi tiết. Đấy, các bác lên mã cho em là cân treo điện tử này. Có 100.000 thôi. 100.000 cho một cái cân treo điện tử. Đó, một cân 100k. 100k. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái đèn pin bóng chày hàng của Đức bên em. Đó, hàng của Đức nhá. Đây các bác rất là sáng luôn, cái này siêu sáng luôn nhá các bác nhá. Đấy thì các bác sẽ bật công tắc ở đây. Đấy thì cái này thì các bác có thể sử dụng để làm vật tự vệ cũng được luôn. Đấy thì cái này thì nó dùng một cái pin con thỏ. Dùng pin con thỏ hoặc là khi mà gửi kèm cho các bác thì là sẽ có một viên pin là 8650 cùng với một cái đế sạc để cho các bác về các bác sạc pin và các bác dùng đây. Gửi kèm một đế sạc và một viên pin này. Đấy, còn tránh cái trường hợp mà khi mà các bác dùng cái pin này lâu ngày nó hỏng, nó phồng thì các bác lại chuyển sang dùng pin con thỏ cho em. Thì các bác lại lắp pin con thỏ vào đây. Lại lắp pin con thỏ vào đây và lắp vào đèn như này cho em dùng rất là ok. Đấy thì các bác lên mã cho em là đèn pin bóng chày 250.000. 250.000 cho một cái đèn pin bóng chày nhá. 250.000 cho một cái đèn pin bóng chày. Tiếp theo đó thì lại giới thiệu cho các bác. Giới thiệu cho các bác cái dòng lưỡi cắt sắt hàng của Nhật bên em. Lưỡi cắt sắt, lưỡi đỏ, lưỡi cắt sắt, lưỡi đỏ nhá. Đó, cái này thì em bán theo hộp như này là 250.000 một hộp, cùng 50 viên. Đấy, còn các bác mua nửa hộp thì chia đôi ra nó 125.000.
còn mua lẻ thì 5-7 nghìn một lưỡi. Hàng này cái màng lưỡi của nó rất là dày đấy, cắt nó rất là sắc, rất là sắc luôn nhé các bác, nhìn lưới này, cái màng lưới của nó rất là sắc luôn đó. Lưỡi đỏ của Nhật nhá, 250k một hộp này, 250k cho một cái hộp, mà 250k cho một cái hộp lưỡi cắt sắt, cắt sắt nhá. Đấy, 250k cho một hộp lưỡi cắt sắt. Rồi tiếp theo giới thiệu cho các bác cái đèn 5 cánh của Nhật bên em. Đó, đèn 5 cánh của Nhật bên em có phân phối này, 5 cánh của Nhật nhá các bác nhá. Hàng này công suất của nó là 75W, 75W. Đó, thì 5 cánh này nó rất là sáng luôn và rất là bền. Đấy, 180.000, 180.000 cho một cái đèn 5 cánh, 180k. 180k một cái đèn 5 cánh nhé các bác nhé. Các bác lên mã cho em đèn 5 cánh 180k. Đấy. Còn cái dòng 4 cánh này, 4 cánh công suất là 60W thì có 150.000 thôi. Đấy, các bác nào đã dùng cái đèn này nhà em rồi thì các bác biết chất lượng thì các bác cho em xin một nút like, một nút chia sẻ đi, bình luận đi, hoặc giới thiệu cho bạn bè sử dụng, biết cả đến để sử dụng cái bóng đèn này bên em. Rất là sắc, rất là sáng. Hàng thì còn rất nhiều nhưng em xin phép dừng video tại đây thôi. Hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua một số mặt hàng bên em đang phân phối để cho các bác nắm rõ hơn về giá cả, về thông số. Đấy, thì mai em lại tiếp tục lên video để giới thiệu cho các bác. Đấy, mỗi ngày thì em chỉ giới thiệu một chút ít như này thôi để các bác xem, để các bác nắm rõ hơn về chi tiết hơn, chứ giới thiệu nhiều quá nhiều khi các bác không xem hết thì nó hơi lãng phí. Đấy, thì ngày mai em lại sẽ cập nhật video thì các bác sẽ đón nhận và theo dõi nhá. Theo dõi nhà em sẽ là đăng lên 2 cái giờ vàng, tức là 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Đấy, 2 cái giờ đấy thì các bác sẽ xem 2 cái giờ đấy, cập nhật 2 cái giờ đấy. Còn bác nào mà chưa cập nhật được thì các bác hãy vào kênh Phạm Huấn, shop Phạm Huấn đồ Nhật bãi, Nhật mãi Mỹ Đức, thì nó sẽ ra kênh nhà em và các bác nhấn chuông đăng ký để đón nhận những cái video mới nhất bên em và cập nhật những cái mẫu hàng mới nhất bên em đang phân phối. Còn bác nào mà đã đang mua hàng và đang theo dõi rồi thì xin các bác giới thiệu cho anh em, bạn bè, người thân biết đến shop em. Đó, em cảm ơn các bác trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.